Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề tuyển sinh vào 10 của tỉnh Đồng Nai, môn tiếng Anh. Đề này là năm 2023 nhé các bạn. Hôm nay của chúng ta là ngày mùng 4 tháng 6. Tức là đề này thi vào mùng 2 tháng 6 năm 2023. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa nhé. Phần đầu tiên của chúng ta sẽ là về phần phát âm. Phần phát âm của chúng mình này, chúng ta sẽ có số 1 ở đây. Các em sẽ chọn đáp án là đáp án C nhá. Bởi vì đáp án C này, chúng ta sẽ được đọc là âm âm hở, là hu. Còn ba đáp án khác thì chúng ta sẽ được đọc là âm của nhá. Các bạn sẽ có ở đây là what, B là which. Và đáp án đi của em sẽ là where. Đấy, các bạn nhớ chọn C nhá. Tiếp theo các bạn chuyển sang câu số 2 nào. Câu số 2 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B. Bởi vì đáp án B này chúng ta sẽ được đọc là âm ear, appear. Còn ba đáp án khác chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm e nhá. Các bạn sẽ có house, sức khỏe này. Đáp án C của chúng ta ready, là sẵn sàng làm gì đó. Và đáp án đi của chúng ta là heavy. Rồi, nên từ đấy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B nha các em. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhấn trọng âm, primary stress. Nào, bắt đầu với câu số 3 nhé. Câu số 3 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A, bởi vì đáp án A đây chính là danh từ và chúng ta sẽ nhấn vào âm 1. Các bạn sẽ có đây là summer 1 này. Ba đáp án khác chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2 nhé. Các em có support. Đây, số 2. Từ này là từ ủng hộ này. Đáp án C của chúng ta sẽ được đọc là replace. Các em cũng sẽ nhấn vào âm số 2. Từ này là từ thay thế, thế chỗ. Và đáp án D chúng ta sẽ được đọc là consist. Âm đầu tiên là âm ư ngắn nên mọi người sẽ nhận vào âm số 2 nhé. Từ này bao gồm. Ư ngắn thì không nhận trọng âm mà, đúng không? Là các em sẽ có đáp án B, C, D chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2. Còn đáp án A chúng ta nhấn vào 1 nên các bạn chọn đáp án A, summer. Tiếp theo các bạn chuyển sang câu 4 nhé. Câu 4 của chúng ta từ có 3 âm tiết. Các em sẽ có đáp án A. Chúng ta sẽ được đọc là designer. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2 nhé. Đó, nhà thiết kế này. Tiếp theo đáp án B của em sẽ được đọc với cô là vacation. Bởi vì trọng âm chúng ta sẽ nhận vào âm trước sần đúng không? Đây là âm số 2, kỳ nghỉ này. Tiếp theo đáp án C của em sẽ là important. Tầm quan trọng tính từ, âm 2. Rồi. Và chúng ta sẽ chọn đáp án D nhá. D là rơi vào âm 1, national. Bởi vì trọng âm sẽ nhận vào âm trước sần đúng không các bạn? Rồi nhá, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp và từ vựng nào. Câu số 5. Câu số 5 ở đây của chúng mình. Câu này của chúng ta là gì? Bạn nên dành nhiều thời gian nghe các chương trình tiếng Anh ở trên radio. Ở trong câu này của chúng ta nhé, chúng ta sẽ gạch cho cô vào vị trí này nhé mọi người nhé. Tức là bây giờ chúng ta sẽ cho cái này ra phần đằng sau. Rồi, và chúng ta sẽ có cấu trúc ở đây của các em sẽ là spend time verb in, dành thời gian làm gì. Và chúng ta sẽ có ở đây là spend more time listening to English programs on the radio. Đấy, cô vừa đọc theo thứ tự rồi nhá. Là chúng ta sẽ chọn đáp án C cho cô. Chúng ta có spend time verb in. Tiếp theo các em sẽ chuyển sang câu 6 nào. In order not to waste electricity, please turn the lights. Chúng ta có là để không lãng phí điện thì làm ơn hãy tắt bóng đèn trước khi rời phòng. Chúng ta sẽ có từ tắt đúng không? Từ tắt của chúng ta sẽ có là từ turn off nhá. Turn off là tắt. Các bạn chọn đáp án D. Kiến thức của chúng ta là turn off, tắt. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang câu số 7 nào. Câu 7 của chúng ta có nhìn thấy cho cô ở đây là haven't seen. Bạn chưa từng thấy hay là bạn chưa từng xem bộ phim Star Wars phải không? Nào, chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây sẽ là đáp án B nhé. Bởi vì đây là trợ từ của hiện tại hoàn thành và trước là phủ định rồi nên các em sẽ có đằng sau khẳng định chọn B. Nào, số 8.
Mình thích xem các cái video âm nhạc mà chiếu ở trên YouTube. Các em có ở đây là danh từ chỉ vật music videos chỉ vật. Nên chúng ta sẽ có đằng sau các bạn sẽ dùng cho cô là which nhá, đáp án A. Tiếp theo các bạn chuyển sang câu 9 nào. The Lunar New Year Holiday là kỳ nghỉ năm mới âm lịch. Đó thì chúng ta sẽ hiểu đây chính là một dạng Tết âm lịch đấy. Là một ngày lễ trọng đại nhất đối với người dân Việt Nam. Đó. Thì chúng ta sẽ có ở đây là ngày lễ hoặc là sự tổ chức, sự liên hoan. Chúng ta chọn đáp án là đáp án D nhá, là từ celebration. Sự liên hoan. Thì từ khác thì không đúng nhá, bởi vì mọi người sẽ có ở đây là holiday. Holiday thì phải liên quan đến celebration. Còn từ decoration em hiểu là sự trang trí, không được này. Tiếp theo interaction, sự tương tác. Religion, tôn giáo. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang cho cô về phần clauses, từ đồng nghĩa nào. Chúng ta có từ informal là không trang trọng, là thường phục. Nên là câu 10 chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé. Casual của chúng ta sẽ bằng với từ informal là bình thường, thường phục, thông thường đấy. À, mặc quần áo bình thường, thoải mái thì sẽ khiến cho em cảm thấy thoải mái này. Từ pháp của chúng ta thì không đúng nghĩa luôn nhá. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang về phần tìm lỗi sai. Tìm lỗi sai của câu 11, 12 này. Câu 11 của em, chúng ta có thể bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách đó là sử dụng solar energy. Đó là sử dụng năng lượng mặt trời thay vì than đá, khí đốt và dầu. Ừ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây đáp án sai sẽ là đáp án B nhé. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải sửa lại ở đây là natural, cụm từ natural resources. À, vị trí các em cần điền ở đây phải là một tính từ nha các bạn. Nào, sang câu 12 nào. Câu 12. Bố của mình vẫn đi tới nơi làm việc, vẫn đi tới văn phòng, mặc dù là trời mưa to. Em sẽ có the heavy rain của chúng ta. Đây là một cụm danh từ nhé, mặc dù trời mưa to. Thế thì từ mặc dù ở đây các bạn sẽ chọn đáp án C nhé. Và từ although này em phải đi với một mệnh đề bình thường đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải biến đổi thành từ despite thì mới đúng nhé, mặc dù. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài hội thoại giữa hai bạn. À, đó chính là bạn M. Đó. Tức là bạn Jacob của chúng ta đã có câu nói rồi nhá. Bây giờ bạn M sẽ đáp lại hoặc là sẽ hỏi gì cho bạn Jacob. À, chúng ta sẽ có ở đây là có một chữ cái bị thừa ra không cần nhá. Tức là from A to F. À, chúng ta sẽ không điền một chữ cái, còn lại là chúng ta sẽ điền. Nào, bây giờ bắt đầu nhé. Jacob hỏi là who's your favorite writer, em ở nhà văn yêu thích của bạn là ai? Thì bạn em trả lời là mình nghĩ rằng chắc hẳn là J.K. Rowling, người viết cuốn Harry Potter đấy. Rồi thế thì oh yes, thế à, mình cũng thích tất cả những cái cuốn sách Harry Potter của cô ấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có số 13 nhé. 13 của các bạn là gì? Rồi, 13 ở đây chúng ta sẽ dùng cho cô ở đây sẽ là C nhé các em nhé. 13 chúng ta sẽ là C. Me too, mình cũng thích. I can't wait to read the next one. Mình không thể chờ để mà đọc cái cuốn tiếp theo được, nghĩa là mình rất háo hức. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây là đưa ra về mặt cảm xúc đúng không? Bạn Jacob, bạn nói là mình thích
Thì bạn em ở, bạn ấy cũng nói là me too, tức là mình thích, mình cũng thích. Nào, tiếp theo đằng sau này. Thì như thế nó mới logic được, bởi vì phía trước của chúng ta see nó sẽ là từ wait, mình không thể chờ được. Thì câu đằng sau bạn Jacob bạn trả lời là bạn sẽ phải chờ một lúc đấy, một khoảng thời gian đấy, mình nghĩ như vậy. Nào, tiếp theo sang câu 14 nào. 14 của chúng ta sẽ dùng cho cô là A nhé. A ở đây của chúng ta là I know. I read somewhere that she hasn't started writing it yet. Là mình biết rồi, mình đã từng đọc ở nơi nào đó rằng là cô ấy vẫn chưa bắt đầu viết xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 15 nhé. Have you seen the latest Harry Potter film? Bạn đã xem cái bộ phim Harry Potter mới nhất chưa? Thì câu hỏi ở đây là thì hiện tại hoàn thành nhé. Bạn đã xem chưa thì chúng ta sẽ đáp lại cho cô là not yet. Là mình vẫn chưa xem bởi vì mình cho đến gần đây mình hơi bận. Chúng ta sẽ có câu 15 ở đây của các em sẽ là F nhé. Bạn Jacob nói rằng là anh trai của mình nói rằng nó hay hơn so với những cái bộ phim còn lại. Nào, câu 16. Câu 16 ở đây các em sẽ chọn cho cô ở đây là B nhé. B ở đây là gì? What about going to see it together? Thế thì hãy đi xem bộ phim mới nhất cùng với nhau nhé. Tại vì ở trong câu này của em sẽ nhìn thấy ở đây là what about? Thế còn thì đây là một dạng đề xuất đúng không? Để nói về một ý kiến, quan điểm. Thế thì chúng ta sẽ là gì? That's a good idea. Thật là một ý tưởng hay. Thì nó rất phù hợp nhá. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ còn D và E nữa thôi. When are you free? Khi nào cậu rảnh? Thì chúng ta sẽ đáp lại liên quan đến thời gian đúng không? Thì đáp án cuối của chúng ta sẽ là đáp án E nhá các em nhá. Đó. Thứ 6 là tốt nhất bởi vì mình không có bất kể bài tập về nhà nào. Đây, bạn Jacob trả lời là that's great. Ồ, thật là tuyệt. Hẹn gặp lại cậu lúc đó nhé. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô bài reading nhé. Bài reading đầu tiên của chúng ta là bài gap filling. Bắt đầu với câu số 18 nào. Câu 18 ở đây các em sẽ chọn đáp án C nhé. Bởi vì chúng ta có kiến thức là tham gia vào. Các bạn sẽ có taking part in. Cụm từ này có nghĩa là tham gia vào. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Bắt đầu hiểu qua giúp cô này. Mình sẽ không bao giờ quên được cái điều mà đã từng xảy ra với mình khi mà hồi mình 16 tuổi. Mình nghĩ rằng đó là thời gian để mà cần phải get fit. Get fit là chúng ta sẽ hiểu là để cho cơ thể cân đối đấy. Tất cả những người bạn của mình thì tham gia vào các môn thể thao hoặc là đi tới phòng tập gym hàng ngày. Vì vậy, mình nghĩ rằng nó thật là một ý tưởng hay để làm cũng như vậy luôn. Thế thì chúng ta sẽ cần chọn cho cô đáp án A nhé. So, vì vậy. Đó. Wow, I decided to take up football. Mình đã quyết định là mình sẽ bắt đầu chơi bóng đá. Mình là một người chạy nhanh và nó rất là thú vị khi mà đi ra ngoài chơi với các bạn chơi bóng đá còn lại ở trong đội. Anyway, dù sao đi nữa thì đội mình chơi tập luyện rất vất vả hàng ngày và chúng mình .. Ủa thế trong câu này của chúng ta sẽ thấy ở đây câu này là một câu kể lại vì cái hồi 16 tuổi mà. Thế là chúng ta dựa vào từ trained ở đây đúng không? Thì đằng sau chúng ta sẽ cần một động từ ở đây cũng chưa quá khứ nhá. Là ở đây của chúng ta sẽ dùng câu là từ won. Và chúng mình đã giành chiến thắng đủ các cái đợt chơi để có thể vào được trận chung kết.
Và cái ngày thi đấu trọng đại đó thì chúng mình rất nervous, và chúng ta hiểu là rất là lo lắng, hoang mang. Có hàng trăm người ở sân vận động đúng không? Đấy, trong bóng đá sân vận động nha. Thế thì các em sẽ có câu 21, các bạn sẽ chọn đáp án B nhá, là từ stadium. With 2 minutes left. Khi mà cái lúc mà còn lại 2 phút cuối thì tỷ số là 2-2. Và khi quả bóng đến với mình và mình đã sao nhỉ? Mình đã sút mạnh đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có ở đây là cách gì? Ha, chấm chấm chấm. Ừ. Sút mạnh đến mức có thể. Ừ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án ở đây, đó chính là đáp án D nhá. Ở đây là dạng về so sánh bằng. Rồi, câu này hơi gỡ hơi funny nha mọi người. Cái câu này ở đây là gì? The ball went the wrong way, là quả bóng này là nó đã bị đi sai hướng. Và khán giả chết lặng người đúng không? Và mình nhìn xung quanh và mình nhìn tại sao thế? Ồ, thế là do là mình đã ghi một bàn nhưng mà lại cho đội còn lại mọi người ạ. Quá là buồn nha. Rồi, ok. À, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài đọc nha mọi người nhá. Bài đọc này là về identical twins, là cặp song sinh này. Câu 23, identical twins. Cặp song sinh là hai người sinh đôi mà như thế nào nha các em? Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào câu thông tin ở đây là có diện mạo giống hệt nhau, the same physical appearance. Và có diện mạo giống nhau thì chúng ta từ đấy mọi người sẽ chọn là gì? Chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án A. Nhá. Look almost the same. Tiếp theo các bạn chuyển sang câu 24 này. Trong đoạn số 2 từ they là refers cho từ gì? Đây chúng ta sẽ nhìn ở đây cho cô là gì? À, các máy tính thì có thể nhận ra được cặp song sinh đúng không? Những người ấy, khi mà họ cắt tóc hoặc là mọc râu. Ừ, thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? Là người đúng không? Người mới cắt tóc được. Thì chúng ta sẽ hiểu ở đây chữ they của chúng ta chính là người nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án C. Nào, câu 25. Technology can be used to see small differences between identical twins, such as là công nghệ thì có thể được sử dụng để mà tìm ra được những cái sự khác biệt nhỏ giữa cặp song sinh như là gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có small differences nhé. Đây thì em sẽ dựa vào cái câu cuối cùng của đoạn này của chúng ta là technology can see things, có thể thấy được những cái thứ như là sự khác nhau về kích cỡ của tàn nhang. Chúng ta sẽ có ở đây là freckles, và freckles của chúng ta đó chính là đáp án đúng. Các bạn chọn đáp án D nhé. Nào, tiếp theo sang câu 26. Trong đoạn cuối cùng, các từ quiet và từ talkative dùng để mô tả về gì đó của ai đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được ở đây, đây, nè. Thì đó chính là để mô tả về personalities, về tính cách của ai đó. Nên các bạn sẽ chọn đáp án B nhé. À, câu đấy của chúng ta là gì? Các tính cách của họ có thể khác nhau. Có thể là một người thì sẽ trầm lắng, quiet, trầm tính. Trong khi người còn lại thì có thể lại là người nói nhiều. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 27 nhé. Tiêu đề cho bài này là gì? Đáp án A là giống nhau nhưng mà khác nhau. Đáp án B là cuộc sống của cặp song sinh. Đáp án C là tại sao cặp song sinh lại giống nhau. Và đáp án D là sự khác nhau về mặt diện mạo ngoại hình. Diện mạo thì chưa đủ lắm nhé.
thì chúng ta sẽ cần chọn cho cô đáp án là đáp án A. Thường là các bạn sẽ giống nhau về ngoại hình nhưng mà có thể là khác nhau một chút về tính cách. Chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? Trong đoạn 1 nhá, là nói về cặp song sinh là giống nhau về ngoại hình đúng không nhỉ? Đó. Nhưng mà cũng có thể khác nhau một chút về ngoại hình của đoạn số 2. Tiếp theo đoạn số 3 ở đây là còn có thể khác nhau về tính cách nữa. Thì là chúng ta sẽ thấy là điểm chung và điểm khác nhau. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô về bài mà chúng ta dựa vào một cái khung để chúng ta hiểu rằng cái câu đấy muốn truyền đạt thông tin gì nhá. Nào, chúng ta bắt đầu với câu 28. Là where might you see this? Bạn có thể nhìn thấy cái bảng này ở đâu? Chúng ta sẽ có câu 28 này. Chúng ta thấy dấu hiệu ở đây là có từ books đúng không? Đấy. Cả câu này. Please don't eat ice creams here. They aren't good for our books. Please finish them outside before you come in. Thanks. Nghĩa là đừng có ăn kem ở đây. Là chúng sẽ không tốt cho cái cuốn sách. Hãy ăn xong ở bên ngoài trước khi đi vào nhé. Ừ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được ở đây sẽ là ở thư viện. Các bạn chọn đáp án C nhé. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang cho câu 29 nào. Tại sao mà Josh lại vừa gửi tin nhắn này? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là xin chào George. Mình sẽ đi cắm trại vào cuối tuần sau. Vì vậy mình có thể mượn lều của cậu được không? Cậu đã mua một chiếc lều vào mùa hè năm ngoái đúng không? Cậu có một nồi cơm nhỏ nữa thì nó cũng sẽ rất là tuyệt đấy. Cảm ơn cậu. Ừ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây là can I borrow your tent đúng không? Ừ. Là mình có thể mượn lều của cậu được không? Thế cuối cùng là bạn Josh. Thân ái. Đấy, tức là bạn Josh này, bạn ấy muốn mượn của bạn George ở phía trên. Là những cái đầu mà để đi cắm trại nhá. Chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án B nhá. Để hỏi liệu rằng George có cho bạn ấy mượn trang thiết bị đi cắm trại không? Tiếp theo chúng ta chuyển sang cho cô câu 30 nè. CD Theater là nhà hát ở thành phố. We cannot change your seats after you have bought tickets. Là chúng tôi không thể thay đổi được cái ghế ngồi của bạn sau khi mà bạn đã đặt xong vé. Thì câu 30 này ở đây là gì? Khách hàng của nhà hát thì không thể làm điều gì? Chúng ta chọn đáp án A nhé. Không thể yêu cầu những cái ghế ngồi khác sau khi mà họ thanh toán xong vé. Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển sang phần viết nhé mọi người nhé. Là phần viết. Nào, bắt đầu với câu số 31. The children are excited about seeing you again. Là các bạn nhỏ rất háo hức để gặp lại bạn. Nào, chúng ta sẽ có cấu trúc ở đây là look forward to working, là mong chờ làm gì? Thì chúng ta sẽ dùng cho cô ở đây là to seeing you again. Nào, tiếp theo sang câu 32 nhé. Không ai trả lời cái câu hỏi của mình một cách đúng cách. Là chúng ta sẽ thấy ở đây là câu bị động. Các câu hỏi của mình chưa được trả lời một cách đúng cách. Các bạn sẽ dùng ở đây cho cô là have not been answered properly. Nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 33 này. Work hard and you will pass the exam. Làm việc chăm chỉ hoặc là học hành chăm chỉ lên và em sẽ đỗ được kỳ thi. Thì câu này chúng ta sẽ dựa vào từ and để nói về tăng tiến thì chúng ta dùng câu điều kiện loại 1 nhé.
If you work hard. Vậy, bài tiết đằng sau này. You will pass the exam. Và bạn sẽ đỗ được kỳ thi. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 34 nhé. Câu 34 của chúng ta này. Sắp xếp lại câu. Trước hết là chúng ta sẽ có từ nào viết hoa cho anh trước nhé. Good. You. Sẽ là từ số 2 này. Sau đó chúng ta sẽ là từ số 3. Would you like? Cấu trúc này chúng ta sẽ đi với two verb nhé. Bạn có muốn đi đến bữa tiệc tối nay không? Would you like to go to the party tonight? Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 35. Câu 35 chữ I ở đây đầu tiên của chúng ta là từ viết hoa. Chúng ta sẽ dùng ở đây cho cô là một này. Tiếp theo mình đã từng làm gì? I used to verb. Đấy. Thì sau đó câu này của chúng ta các bạn sẽ được viết lại là I used to go. Và đi tới đâu? Go to the park. Đi đến công viên nhé. Go to the park. Với ai? Với bố mẹ của mình. With my parents. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 36 nhé. Câu 36 của chúng ta từ my father, ở đây là từ viết hoa đầu tiên, chúng ta sẽ cho lên trước nhé. My father, bố của mình, để thể hiện về cảm xúc, thì chúng ta sẽ sử dụng là bố của mình rất vui. Rất vui của chúng ta, từ to be của chúng ta, đây là từ was. Và sau đấy chúng ta sẽ đến với từ pleased nhé. Khi biết rằng sẽ là when. Learning that. Nào, do là câu này của chúng ta sẽ được viết lại là my father was pleased when learning that. Khi biết rằng. Nào, sau đấy là cái việc đỗ của mình là cái việc hành động trước đó. Thì sau đấy bố vui đúng không? Chúng ta sẽ chia với đằng sau chia thì quá khứ hoàn thành. Khi biết rằng mình nhá. Mình là ai này? Tiếp theo 8 là had. 9. Đó. Khi biết rằng này. Mình. Had passed. The high school entrance exam. Khi biết rằng là mình đã đỗ kỳ thi vào cấp 3. Cô nói lại nhé. Khi biết rằng mình đã đỗ kỳ thi cấp 3. Đấy. The high school entrance exam, chúng ta sẽ hiểu ở đây là kỳ thi cấp 3 đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây cho cô số 10 này, 11 này, số 12 nhá. Đó. Ok, thế là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta đề thi vào 10 của Đồng Nai nhé các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể comment xuống dưới video nhé. Và các bạn nào đăng ký kênh Tiếng Anh Thu Anh, đó, các bạn yêu mến cô thì các bạn có thể đăng ký kênh này nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye mọi người.